Con dâu ra vườn lấy cạc điện thoại và ăn trái cây tươi với mẹ. Cái thằng này, con gái người ta chân yếu tay mềm mà bắt tách sầu riêng. Con dâu yên tâm, mẹ chỉ cách dễ cho. Đâu, đầu tiên con có một cây khăn để lên cái sầu riêng và một con dao. Nè, cắt xong nè, thấy không, nó có một cái rãnh đây nè. Con chỉ để con dao vô đây là con tách nó sẽ ra sầu riêng. Mẹ, thấy chưa con? Vợ chồng Trung Thu vui vẻ nha. Con dâu, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng là bí gì? Con giỏi nhìn lá đón tên nha. Mẹ con dâu, đây là vườn rau giáp cá của mẹ nè. Bình thường rau giáp cá này nè, con ăn rau sống với gỏi cuốn phải không? Ngoài ra nó còn có một cái công dụng rất tốt cho mãi đẹp của mẹ con mình. Đố con là cái gì? Nè con dâu, con tưởng mẹ trồng cây này là để bóng mát phải không? Không phải đâu. Cây này á là cây trùm ngây. Nó có tác dụng ngăn ngừa ung thư nè, ngăn ngừa thiếu máu nè, giảm nguy cơ tim mạch nha con, với giảm huyết áp cao. Trùm ngây này nè, mẹ có 3 cách chế biến. Mẹ đố con, có 3 cách nào? Nè con dâu, hôm nay mẹ ra vườn, con biết cái này chế gì không? Nó dài dài, bự bự nhưng mà nấu nhiều, rất nhiều món ngon. Như là cà tím nướng mỡ hành, rồi lẩu mắm, cắt khoanh nhồi thịt chiên. Còn tên ở trường á là cái cà tím nghe chưa, còn tên ở nhà con biết cái gì không? Con cảm ơn cho mẹ biết đi nha. Nè con dâu, con đi siêu thị con chỉ thấy cái trái vậy thôi phải không? Nè còn bây giờ mẹ chồng nè, đó đó, thấy chưa con dâu ơi, thành phẩm của mẹ chồng nè, mẹ chặt cho con coi nè nha. Ủa, mẹ đố con cái này trái gì? Tên thứ hai, sao con cảm ơn cho mẹ? Vườn đậu xanh mẹ ra trái rồi nè con dâu ơi, thấy chưa? Đậu xanh non nè, nó còn xanh nè con. Còn nó gần già, cái vỏ nó vàng vàng. Còn đây nó đã chín rồi, nó màu đen nè. Để mẹ bẻ ra cho con coi nha. Đây là đậu xanh non nè con. Đấy, con hái vô, con hấp cơm, ăn ngon lắm con ơi. À còn đây đậu xanh già nè. Đó, cái hộp nó chín không? Giống con mua trong siêu thị á, thấy không? Bây giờ nó còn non, mai mốt nó chín nhiều á, mẹ hái mẹ nấu chè cho con ăn nha, con chịu không? Nè nè nè, thấy không con? Đây cái rễ chết rồi, rớt cái rễ, bà gãy rễ rồi. Nè con dâu, củ hành mẹ trồng trong cái chuối được 2 ngày rễ nó ra rồi nè. Cái này mày học trên TikTok đó nha con. Con chọn cái chuối nào nó tươi á, con đục cái lỗ, xong rồi con lấy củ hành con rễ vô. Đó, rồi trong cái thân cái chuối này nó có nước, nó sẽ nuôi dưỡng là nó sẽ bọc rễ ra. Đố con, củ hành này mấy ngày nó sẽ ra lá dài? Con cảm ơn cho mẹ nghe. Nè con dâu, đây là vườn hoa đậu bếp đặc biệt mẹ trồng nè. Đây là hoa đậu bếp kép, còn đây là đậu bếp đơn. Nè con nhìn xem giống hoa hồng không? Đẹp không? Đây là hoa tươi nha con. Còn đây là hoa khô nha con. Loại tươi với loại khô á đều có công dụng uống nước và làm bánh được. Nhưng chỉ có loại khô này nè con bảo quản được lâu nha con. Nhớ nha con. Đây là vườn đậu xanh mẹ trồng nè. Mai mốt nó có trái nha. Con muốn mẹ chỉ với con nấu chè hay là làm giá, con chọn đi. Đậu xanh nha con, tốt chưa? Nè con dâu, vừa mới có 2 ngày mà nó bự cỡ này rồi nè. Rồi con đón chưa, nó bao nhiêu gram? Sao lâu quá vậy con? Cái dừa nó còn non á, cái bông nó còn nè, cái nhị bông còn nè, rồi nó gai nè. Gai nó đâm đau lắm con ơi. Đó, khi mà nó lớn rồi, nó gai thì nó rụng bớt là bắt đầu là ăn được rồi đó. Con đón đúng đi, mày làm cho con một món ngon. Con chịu không? Nè con dâu, hôm nay ngày 3 tháng 9, hôm nay mẹ có trái dưa leo nhỏ. Đến khi nó dậy thì mẹ đố con khi mẹ hái được bao nhiêu gram. Mẹ cuộc ngày vô đây rồi nè. Nếu mà con đoán đúng, mẹ sẽ nấu cho con một món đồ ăn ngon. Con nhớ comment nha. Nè con dâu, thấy cây cà tím mẹ trồng không? Ừ, mẹ quên dặn nữa. Ăn ít thôi, ăn nhiều nhất lưng nha. Nè con dâu, đây là thơm thái nha. Thơm thái nè, nó nhỏ xíu rồi nè. Ăn nó rất là ngọt và giòn, đặc biệt là nó ít rát lưỡi lắm á con. Ăn cùng với mẹ nha con. Trời ơi con dâu, ai mà gọt lụ kiểu này? Để mà chỉ cho nha. Rồi con lấy cái đầu dao, con rạch ngôi sao 5 cánh cho mẹ. Đây, gạch dày. Con bóc cái lầu lụ ra.
ta bóc mấy cái này ra. Bóc mấy cái này ra. Đó. Rồi con thấy mấy cái đảnh này không? Thấy mấy cái đảnh này không? Con lấy dao con làm sao vậy? Rồi, tách nó ra. Đấy chứ con. Đó, giờ con nào biết cắt hột phải không? Giờ con đưa nguyên muối cho chồng con ăn luôn. Dễ không con? Đố con. Cái bữa chà bá này bên trong có bao nhiêu muối? Không biết phải không? Để mà chỉ cho. Cái bữa này con rút cái cuốn ra. Rồi con đếm mấy cái gạch màu trắng này nè. Là nó có bao nhiêu gạch là bao nhiêu muối nha con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Bây giờ cắt ra coi nha con. Đây, cắt hai cái đầu này. Là cắt cái đít, cắt cái đầu. Cắt sâu vô. Xong, cắt vô ngay giữa. Bực bực. Rồi, đếm có bao nhiêu muối nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Uy tín nha con. 14 muối. Con thử đếm muối của con coi. Nha. Mẹ đố con, tại sao muốn trái cây mau chín phải để vô thùng gạo? Không biết phải không? Để mẹ chỉ cho biết. Khi cái trái này á, nó sắp chín nó tỏ một mùi hương thơm. Để giúp cho cái trái này nó mau chín. Khi mà bỏ vô thùng gạo á, hương thơm nó tỏ ra xung quanh cái trái này nè. Nó sẽ làm cho mau chín hơn. Cái chất thơm thơm á, tên gì mẹ không biết. Con biết, chỉ cho mẹ đi. Bầu ơi, thương lấy bí cùng. Khi mà bầu lớn, mẹ lấy mẹ ăn. Giờ mẹ sẽ ăn cái bầu lựu đạn này luôn. Bùm. 1, 2, 3, 4. Trái này 4 găng tài, 4,5 kg. Con coi bên trong là cái gì nghe. Wow, bầu lựu đạn là cái tên mẹ chế. Còn con biết tên chính xác nó là gì không? Nói đi con, ngại cái gì? Con dâu. Mùi thúi thúi tới rồi. Mẹ sẽ chỉ cho con một cách gọt sầu riêng không có mất sức gì hết trơn. Tiền, con có cái khăn, để cái tay lên. Cắt cái đầu vỏ. Úp này nó xốp lên dễ chưa? Con úp nó xuống. Con kiếm một cái rãnh, con tách tách sẵn thẳng xuống. Đó, dễ không? Trời ơi, hết thúi rồi, giờ nó thơm. Chỗ này nè, lấy con dao nè, gạch ở giữa nó là ra. Nhấn xuống một cái, ra. Nhấn tiếp. Ra. Rồi, quá ngon. Trời ơi, đây là được 2 muối. Xong, không tốn một giọt mồ hôi luôn. Con còn cách nào hay hơn nữa không? Chỉ cho mẹ đi, ăn đi con. Con dâu, mùa gọt lũ tới rồi. Clip năm trước á, mẹ chỉ 25 triệu view. Mà tụi con cứ bắt bẻ mẹ ngôi sao 5 cánh 4 cánh. Hôm nay gọt lũ không cần cánh gì luôn. Con dùng mũi dao khoanh tròn phía trên. Dùng ngón tay bật nhẹ ra. Wow, lũ đỏ hấp dẫn chưa? Dùng dao sắn cái đường chỉ trắng từ trên xuống dưới. Bứt cái cùi giữa ra là xong. Giờ con tách ra y như là muối bưởi vậy đó. Rồi, mỗi người một muối tự lột ăn. Nếu như con làm nước ép lụ á, mẹ sẽ chỉ cho con một cách. Không cần ngón tay lột luôn. Con cắt y như hồi nãy nhưng con xoay ngược cái trái lại. Con dùng cái sống dao gõ thật mạnh cho mẹ. Sẵn tiện giải tỏ căng thẳng luôn. Làm cái kiểu này là con ép nha. Tại vì mình đặt về nó sẽ giật cái hộp. Đó, thấy chưa? Gần sạch sẽ rồi nè. Với cái tiền chiêu gọt lụ này năm nay không biết được bao nhiêu view ta. Con dâu, mua dưa hấu sao lựa như vậy? Trái dưa hấu thì không cuốn, sọc thì không được dày, chỗ thì nghe xốp xộp. Yên tâm, để mẹ chỉ cho con cách lựa dưa hấu. Đỏ và mọng nước. Lựa dưa hấu là phải lựa như thế này. Có cuốn, sọc dày, ổ trái dưa hấu nghe chắc và mọng nước. Không tin phải không? Mẹ cắt hai trái cho con xem. Vỏ dày, ruột đỏ cam. Vỏ mỏng, trông đỏ tươi. Thấy không, kinh nghiệm 60 năm của mẹ lựa dưa đó. Con còn cách nào hay hơn, chỉ cho mẹ nha. Đăng ký kênh và chờ xem những clip mới của mẹ nha.